Mến chào cả nhà. Chào mừng cả nhà đã trở lại với kênh của em ha. Hôm nay em lên một số mặt hoa lan chốt giá rẻ ha cả nhà. Em mời cả nhà sưu tầm ha. Cả nhà sưu tầm liên hệ em qua số điện thoại là 0919414838 ha cả nhà. Em mời cả nhà sưu tầm. Rồi, em bắt đầu lên mã số 1 ha cả nhà. Mã số 1 là một chậu vàng đỏ 5% thuận ha cả nhà. Là nó có bao gồm cái một phân già nó gần khoảng 20 cm và nó có một cái mầm lên rất là đẹp. Thân già với một cái mầm hết cả nhà. Chậu vàng đỏ 5% thuận này em bán với giá là 210k. Và tiếp theo em là mã số 2. Mã số 2 là một chậu chậu hổ mang chớp hết cả nhà. Chậu hai thân một thân nó dài khoảng được là 24 cm và cái thân kia nó dài khoảng được 10 cm ha. Em bán với giá là 100k. Và tiếp tục lên mã số 3. Mã số 3 là một chậu đỏ tím đó cả nhà. Một chậu đỏ tím một thân zin đó cả nhà. Một thân zin cái thân này nó dài khoảng được là 4 cm rồi. Em bán với một giá là 120k. Và tiếp tục em lên mã số 4. Mã số 4 cũng là một chậu vàng đỏ 5% thuận đó cả nhà. Một thân thân già, một thân là mẹ nó đã cắt hai mắt rồi, lên một cái mầm. Ha, một cái thân rất là đẹp, rất là dài. Mầm thì rất là đẹp ha. Thân mẹ của nó là dài khoảng được 23 cm và cái mầm hiện tại nó dài được khoảng 10 cm hết cả nhà. Chậu vàng đỏ 5% thuận thì em bán với giá là 350k hết cả nhà. Và tiếp theo em lên một chậu đồng tiền nghịch. Chậu đồng tiền nghịch này ba thân hết cả nhà. Ba thân em bán với giá là 120k. Và tiếp theo em lên mã số 6. Mã số 6 là một chậu pin cánh tròn. Nó có một cái thân già lên một cái mầm. Chậu pin cánh tròn này em bán với giá là 160k ha cả nhà. Cái mầm nó dài khoảng được 7 cm. Và cuối cùng là một chậu vàng đỏ sẵn. Và chậu vàng đỏ sẵn một thân zin đang lên một cái mầm rất là đẹp. Chậu vàng đỏ sẵn này để nó dài được khoảng là 7 cm. Em bán với giá là 130k ha cả nhà. Em mời cả nhà sưu tầm nhé, cả nhà sưu tầm liên hệ em với số điện thoại là 0919414838 ha cả nhà. Cả nhà thích thì hãy nhắn tin hoặc gọi điện thoại trực tiếp cho em. Cả nhà nhắn tin qua Zalo nhé. Em cảm ơn cả nhà đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua.